Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tái Chiến tập 1. 3 giờ sáng, Tần Vũ Tùng bắt đầu rời giường. Anh đến vào nước súc miệng rửa mặt. Nước lạnh làm cho nhiệt độ toàn thân hạ thêm một chút. Trong lòng chỉ còn vài ý nghĩ ấm áp. Trước cổng khách sạn cho bảng, cho thuê áo khoác, Tần Vũ Tùng liếc mắt nhưng vẫn không ngừng bước chân. Ai mà không biết áo đó bao lâu rồi không được giặt tẩy. Anh không cần. Đi theo đường núi với ánh đèn mỏng manh, đa số mọi người đều đi theo hướng đỉnh Quang Minh. Tần Vũ Tùng lại đi theo con đường khác. Anh muốn đến đỉnh Thiên Đô Phong. Khu vực này nổi tiếng hiểm trở, có mấy chỗ anh không thể không sử dụng cả tay lẫn chân. Cũng may đường núi này không có người, không sợ bộ dáng chật vật của anh bị ai nhìn thấy. Mồ hôi dần dần thấm trên lưng, thấy cũng sắp đến đỉnh núi. Anh lười cởi áo, mặc kệ cho mồ hôi chảy dọc theo người. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tựa như chỉ có tiếng anh hít thở, giống như trong trời đất không có người nào khác. Cho dù là vui mừng hay mệt mỏi, cũng chỉ có mình biết. Còn hơn 100 mét nữa là tới đỉnh, Tần Vũ Tùng dừng lại, nhìn thấy trong bóng tối có vật gì đó đang cử động, không rõ là cái gì. Là người. Bây giờ là mấy giờ? Là một người phụ nữ, Tần Vũ Tùng nhìn đồng hồ. 5:10. Người kia lên tiếng. Mặt trời sắp lên rồi. Trên bầu trời, các tầng mây nặng nề tựa như đè lên toàn bộ đỉnh núi, bóng tối cuối cùng trước khi trời sáng. Tần Vũ Tùng yên lặng đi trước, người phụ nữ kia cũng bước theo sau. Cô mặc một cái áo khoác thuê đâu đó, bước đi nghiêng ngả lảo đảo. Tần Vũ Tùng có lòng định đưa tay ra đỡ, nhưng từ trên người cô thoáng đến một mùi lạ, khiến anh bỏ qua ý định đó. Làm sao mà có người phụ nữ lôi thôi, đêm hôm khuya khoắt lại ngồi trên đỉnh núi. Chỉ sợ có chút vấn đề. Đỉnh Thiên Đô Phong không trống trải như đỉnh Quang Minh. Tần Vũ Tùng tìm một tảng đá lớn, đứng dựa vào tảng đá chờ mặt trời mọc. Khóe mắt anh lướt thấy người phụ nữ kia ngồi trên mặt đất, có vẻ rất lạnh nên hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại. Cô nói, có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tối hôm qua tôi leo núi bị rớt mất ví tiền. Tần Vũ Tùng lấy trong túi ra 200 tệ, đi qua đưa cho cô. Người phụ nữ cảm ơn rồi không chút khách khí mà nhét tiền vào túi. Cho tôi xin số điện thoại, để tôi trả tiền lại cho anh. Tần Vũ Tùng do dự một lát, rồi lắc đầu bảo không cần. Ai biết cô ta là dạng người nào, 200 tệ đối với anh cũng chẳng lớn. Cô ta lại nói tiếp. Tôi lạnh quá, anh có thể ôm tôi một chút được không? Tần Vũ Tùng từ chối, nhưng cô ta vẫn tiếp tục. Tôi thật sự không phải là người xấu. Tôi không định đến khách sạn vì nghĩ chỉ đến khi mặt trời mọc là đi. Cho nên buổi tối mới lên đây, không ngờ lại lạnh đến thế này. Bầu trời bắt đầu chuyển sáng, Tần Vũ Tùng đã có thể thấy rõ mặt người phụ nữ kia. Anh nhanh chóng nhận xét, khoảng trên 2 năm tuổi, chân mang giày thể thao chuyên dụng leo núi, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch. Xem ra đúng là bị lạnh đến đông cứng người lại rồi. Tần Vũ Tùng đến bên cạnh cô. Cô liền cởi áo khoác ra. Anh ôm cô từ phía sau, rồi đem áo khoác trùm lên cả hai người. Tần Vũ Tùng nhìn một lúc, vẫn không chịu được mà đem cái áo khoác có mùi lạ kia ném ra xa. Anh cởi áo ngoài, ôm chặt lấy cô, dùng thân thể của mình sưởi ấm người. Cô nói, cảm ơn. Ánh sáng từ sau đám mây đen phía trên trời hiện ra. Trong chớp mắt, ánh sáng mặt trời hồng hào xuất hiện, đem bóng tối cuối cùng của đêm xua tan mất. Xa xa bên phía đỉnh Quang Minh, vọng đến tiếng reo hò. Mặt trời mọc. Tần Vũ Tùng nhìn không chớp mắt về phía mặt trời lên. Một lát lâu sau, anh mới rũ mì mắt xuống. Người phụ nữ kia dường như cảm giác được anh đã rời tầm mắt, liền ngẩng đầu lên. Ánh nhìn chạm nhau. Không còn mùi hôi ẩm mốc lâu ngày của cái áo khoác kia, hình như thoảng có mùi hương hoa hồng quanh quẩn trên tóc, trên cổ cô. Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm vào môi cô, màu môi nhợt nhạt, khóe môi rõ ràng. Anh cúi đầu là có ý muốn hôn môi, nhưng động tác chậm chạp. Nếu cô không đồng ý, hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Nhưng ngược lại, cô không đẩy ra mà có ý chậm rãi chờ đón. Cái hôn thứ nhất rất đơn giản, chỉ là dùng đầu lưỡi thử thăm dò hương vị lẫn nhau, đúng kiểu kỳ phùng địch thủ. Mặt cô từ lạnh như băng từ từ nóng lên, hô hấp cũng nặng nề dần. Tần Vũ Tùng lưu luyến dừng lại, nhưng vẫn duy trì nguyên tư thế, ý dò hỏi nhìn cô. Cô ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cổ anh bắt đầu hôn. Anh hưởng ứng nhiệt tình, một bàn tay ôm cô, tay kia vừa vuốt ve trên mặt cổ cô,
vừa thăm dò tìm được móc khóa áo lót, từ từ muốn mở ra. Hành động của anh như lời hỏi, có thể tiến thêm một bước nữa hay là dừng lại? Anh và cô cùng ngừng lại, nhìn nhau. Có vẻ như cô đang suy nghĩ, kết quả là đi thôi. Tần Vũ Tùng có hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ phong độ bình thường. Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô nắm lấy. Tôi tên Marie. Tần Vũ Tùng vừa nâng cô dậy, vừa như đùa mà tiếp lời. Tôi là Adam. Khi hai người đến phòng đế, Marie hỏi. Tôi có thể đi đến phòng anh tắm rửa không? Tần Vũ Tùng đáp. Phòng tôi là phòng 6 người, cô có ngại không? Marie cười nói. Không có ai đi cùng anh sao? Anh lắc đầu. Không, khách sạn đem tầng hầm làm phòng ngủ cho khách thuê. Anh cảm giác được ánh nhìn cô xuống bàn tay mình, xem ở đó có nhẫn hay dấu vết đã đeo nhẫn hay không. Anh chủ động nói. Tôi còn độc thân. Marie chưa nói thêm gì, chỉ hỏi tiếp. Hôm nay anh xuống núi. Tần Vũ Tùng đoán cô thật sự đã làm mất ví tiền. Muốn đi cùng tôi à? Cô gật đầu. Đúng thật phải cảm ơn anh. Tiền và điện thoại di động của tôi đều nằm trong ví rớt ở trên núi. Tần Vũ Tùng sờ tóc cô. Buổi tối mà một mình bò lên Thiên Đô Phong cũng gà là dạ lắm. Marie cúi đầu qua một lúc mới khẽ cười. Tôi còn dám đi theo anh là một người xa lạ mà. Tần Vũ Tùng vốn chỉ định ở lại xem mặt trời mọc, xem xong sẽ rời đi. Marie cũng nói xuống núi sẽ nghỉ ngơi, tắm giặt chỉnh đốn lại một chút, nên hai người cùng xuống núi. Đến khách sạn, thanh niên nằm dưới chân núi, đóng kín một phòng. Cô tắm xong liền ngã lên giường, lấy chăn cuốn mình lại như một con sâu, vùi đầu ngủ. Tần Vũ Tùng tối hôm qua mới đến, cũng ngủ không nhiều. Sau khi tắm rửa, anh đem giấy tờ tùy thân cùng ví để dưới gối. Nếu có người động chạm đến, anh có thể giật mình. Lúc này mới yên tâm ngủ. Khách sạn mở máy sưởi tối đa, anh bị nóng mà tỉnh lại. Trong chớp mắt, anh cũng không xác định được mình đang ở đâu. Quay lại mới nhớ tới mình đang ở chân núi Hoàng Sơn, trên giường còn có một người phụ nữ xa lạ mới nhặt được. Tần Vũ Tùng không nhịn được mà vào giường Marie nhìn cô. Cô mở mắt nhìn anh, cũng không phản đối mà còn đem mặt vùi trước ngực anh, tay ôm eo anh. Hành động của cô làm dục vọng anh nổi lên. Tần Vũ Tùng mút nhẹ nhẹ cổ cô, tay cũng không an phận lần mò dần lên. Marie ậm ừ phản đối, cả người cuộn lại như cái kén, nhưng cũng không đẩy anh ra, mà lại còn bắt đầu hôn trả lại anh. Tần Vũ Tùng cảm thấy cả người càng ngày càng nóng lên, dứt khoát phủ cả người lên, dùng chân tách hai cô ra mà tiến vào. Cô hét lên một tiếng không rõ nghĩa. Anh dừng lại, chờ khi cô tự đem chân quấn quanh eo anh, như sự cổ vũ không lời làm anh thêm hưng phấn. Đáng tiếc là anh đã lâu không làm, thời gian duy trì cũng ngắn. Tần Vũ Tùng có chút uể oải. Anh không phải là bọn thanh niên 18 đôi 10. Anh tự biết thời gian không đủ làm người bên dưới mình thỏa mãn. Nhưng anh không từ bỏ, nặng nề đè lên người cô. Cô dường như chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Sự kích thích đó làm Tần Vũ Tùng căng chặt. Lần này anh không cho Marie nuôi biếng. Hai người quấn lấy nhau, kịch liệt triền miên, tiếng thở dốc cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Marie bị hai tay anh ôm chặt, cô cũng dùng sức ôm lấy anh, dù chết cũng không muốn buông tay. Thế giới có hủy diệt ngay lúc này, ít nhất cũng như được trời ban ân huệ. Chiếc bình Pandora một khi đã mở ra, rất khó có thể đóng kín lại. Nửa đêm sau khi ngủ đủ giấc, Tần Vũ Tùng cùng Marie lại làm một lần nữa. Đêm khuya yên tĩnh, Marie trong bóng tối thu nhuận để mặc anh phập phồng. Sau khi xong việc mới nói đùa, gặp người một đêm 7 lần, tưởng đâu được ăn ở miễn phí, ai ngờ lại bị mệt quá mức. Tần Vũ Tùng nghe Marie thở ngay một nặng dần, cuối cùng cô ngủ thiếp đi, anh như có như không vuốt ve tấm lưng trần bóng láng của cô. Nghĩ thầm, đến lúc đó có thể đưa cho cô thêm nhiều tiền hơn. Anh biết cô không phải là loại người đó, nhưng cái anh có thể cho cô cũng chỉ có thể tiền. Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông di động đánh thức. Vì mệt mỏi mà anh sờ soạng dưới gối cả buổi mới bắt được điện thoại. Alo. Anh một mặt vừa trả lời điện thoại, mặt khác lại cố nén cười chống lại sự quấy rầy của Marie. Cô đối mặt với vật đang ngẩng cao đầu chào bình minh trêu chọc, đến khi nó phấn chấn đội chăn đứng lên. Vất vả kết thúc điện thoại, Tần Vũ Tùng dự định đàn áp lại cô nàng không thành thật kia. Ai ngờ động tác cô còn mau chóng hơn, xoay người ngồi trên người anh. Anh cảm nhận được nơi mềm mại của cô,
ngay tức khắc người nào đó muốn nổ tung. Mary chọc vào trán anh. Để tôi. Anh không lên tiếng mà chỉ vào tủ đầu giường. Ngày hôm qua lúc cô tắm, anh đã mua một lớp áo mưa, cũng coi như là đề phòng hờ khi cần thiết. Nhưng mà cô lại không tiến hành bước tiếp theo, chỉ sờ đông sờ tây, khiến thằng em anh nhịn đến khổ sở. Anh không lên tiếng, chỉ lắc lư trước mắt cô như gọi. Đến đây đi, đến đây. Mary nhìn nó cười hi hi hỏi. Tôi đáp ứng anh thì anh sẽ làm gì trả công? Cô muốn cái gì? Mary suy nghĩ rồi cười, lắc đầu. Cô khẽ nâng người dậy, để anh tiến vào mình. Tần Vũ Tùng không chịu nổi, chậm chậm đưa đẩy. Anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô, cùng nhau điên cuồng. Cô thì thầm bên tai anh. Yêu em. Anh xúc động lặp đi lặp lại mấy lần. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Ít nhất trong lúc này, cơ thể anh đang yêu cô. Tần Vũ Tùng đứng dựa cửa phòng tắm nhìn Mary đã tắm rửa xong, đang sấy tóc hỏi. Cô muốn đi đâu? Hàng Châu. Tần Vũ Tùng dứt khoát. Chúng ta tiện đường, tôi đưa cô đi. Anh đi đến vòi sen bắt đầu mở nước tắm. Mary nhíu mày. Tôi còn chưa ra ngoài mà. Anh không hề xấu hổ trả lời. Đều đã thân mật nhiều lần như vậy rồi, cô muốn xem thì xem đi, tôi không ngại. Mary yên lặng. Đàn ông đã không xấu hổ mà còn tự luyến thì đúng là không còn gì để nói. Cô chẳng qua sợ nước bắn lên trên người thôi. Anh lại nói giống như cô muốn xem thân thể anh. Dĩ nhiên là cơ thể anh không tệ, thon dài có lực, lại có ít cơ bắp. Cô đã bao lâu không làm. Cô không biết ý định của anh. Đại khái chắc là gặp một phụ nữ có chút nhan sắc, bỏ qua không chiêm lấy thì cũng tự có lỗi với bản thân. Cô chỉ biết trong khoảnh khắc mặt trời vừa lên kia, cô quyết định bỏ hết những chuyện trong quá khứ, tận hưởng từng loại cảm giác khác nhau. Cô còn trẻ, đúng không? Nhìn thân sắc Mary ở xa, Tần Vũ Tùng có cảm giác cao hứng lạ lùng. Phòng sóng người cùng Land Rover rất chênh lệch nhau, nhưng anh thích sử dụng tiền cho cái đáng giá. Tần Vũ Tùng mở cửa xe đưa cô lên, rồi quay người lên xe, lại kéo dây an toàn cài cho cô. Khi tiến đến gần cô, anh nghe trên người cô thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Không phải là nước hoa. Anh không thấy cô sử dụng nước hoa hay mỹ phẩm dưỡng da. Hương thơm thanh khiết này do cơ thể hàng ngày được chăm chút mà có. Dù có thế nào, cô cũng thấy anh đúng là một lựa chọn tốt cho việc vứt hết những việc không thoải mái trong trí nhớ, bắt đầu một cuộc sống mới. Do thời gian ăn cơm lâu, khi họ đến đường cao tốc thì trời đã gần hoàng hôn. Khói bếp lượn lờ từ phía xa xa, thỉnh thoảng trên đường có những người vác đồ đạc để làm ruộng đi trên đường cao tốc. Hai bên đường thi thoảng có vài gốc hồng, đã còn mùa thu hoạch, trên cành cao chỉ còn vài trái hồng chín cây, làm cho người trước mắt đột nhiên mắt sáng ngời. Tôi tên Tần Vũ Tùng, đây là số điện thoại của tôi, về sau giữ liên lạc. Cô nhận tờ giấy nhét vào túi quần, anh dặn dò. Đừng ném đi. Cô cười tủm tỉm. Tôi nhìn người có tiền bằng con mắt khác, yên tâm. Anh hỏi tên cô. Cô không trả lời, lẫy lẳng sang chuyện khác. Anh không đi tiếp à? Làm sao để tìm được cô? Mãi đến khi xe qua đoạn đường hầm dài, cô mới cầm lấy di động của anh, bấm một dãy số. Tôi là Cố Tân. Từ Hoàng Sơn đến Hàng Châu, cao tốc vắng nên chạy một mạch rất nhanh. Đến Lâm An, Cố Tân hỏi. Có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm một lúc không? Tần Vũ Tùng tìm đường ra, đem xe rẽ vào lối rẽ, ngừng lại trong bóng tối. Anh lái xe hơn 200 km, hai ngày qua lại phóng túng đến hoang đường, cũng có chút mệt mỏi liền bật ghế ra, tựa người ra sau nằm. Cố Tần úp mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng ôm eo anh, không muốn nói lời tạm biệt. Tần Vũ Tùng cầm mấy sợi tóc bóng loáng mềm mại của cô trong tay. Người đẹp thì không thiếu, nhưng để được gọi là mỹ nữ thì cũng không nhiều. Vào khoảnh khắc nhìn rõ mặt cô, tim anh đập thình thịch, nghĩ đây chính là mỹ nữ. Cố Tần hôn nhẹ lên môi anh, rồi lướt dần xuống cổ. Tần Vũ Tùng yên lặng hưởng thụ. Tay cô muốn cởi thắt lưng anh, nhưng loay hoay mấy lần không được, liền lấy tay anh kéo xuống, muốn anh tự cởi. Anh không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng chiều theo mở thắt lưng ra. Tay cô lại tiếp tục bận rộn, cởi nút quần, kéo áo sơ mi, kéo quần anh xuống, không ngại ngần lôi thằng em của anh ra. Tần Vũ Tùng vẫn nằm im, cũng không mở mắt, chỉ nắm lấy tay cô. Hôm nay đủ rồi. Đáng tiếc cô không bỏ qua. Cô cười khẽ, quay đầu ngậm lấy lời đó. Sự ấm áp ngay lập tức kích thích nó ngẩng đầu lên. Anh muốn ngồi dậy nhưng bị cô áp chế đẩy xuống nằm nguyên như cũ.
đành mà cô muốn làm gì thì làm. Động tác của cô rõ ràng là không thuần thục, nhưng Tần Vũ Tùng chưa bao giờ thử qua cảm giác được ai làm thế này. Anh muốn cô ngừng lại, cũng sợ cô ngừng lại. Tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng, không tự chủ được mà rung động trong lòng. Họ tuy đang ở chỗ lối rẽ, nhưng thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua. Mỗi lần thấy ánh đèn từ xa chiếu đến, Tần Vũ Tùng cũng không nhịn được muốn thôi. Biết rõ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong xe, nhưng làm vậy cũng thật quá đáng. Cảm giác chấn động dần tăng mạnh. Cô tự mình nghĩ cách biến hóa, nắm quyền chủ động, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh. Mỗi lần anh muốn đến, cô lại từ từ chậm rãi thả ra, dày vò anh đến sắp phát điên. Không biết quá bao lâu, anh cũng không chịu nổi, mạnh bạo đè tay cô lại, bắt đầu mãnh liệt tự mình đưa sâu vào. Anh và cô đồng thời cảm giác được vỡ đê, phóng thích ra ngoài. Tần Vũ Tùng toàn thân không còn sức lực, như hóa thành vũng bùn. Cô lại dường như không có chuyện gì, lấy khăn giấy, mở cửa xe ra ngoài, phun hết ra rồi lau miệng sạch sẽ. Cô đứng bên ngoài xe nói với anh. Tôi đi, anh khóa cửa xe lại kỹ đi. Tần Vũ Tùng chỉ còn sức đấm ghế, chật vật nhìn cô ngây ngang rời đi. Đương nhiên tên Cố Tân cùng số điện thoại cô đưa là giả. Anh thử gọi đến là một người đàn ông nhận điện thoại. Tần Vũ Tùng im lặng cúp máy. Anh không biết cô là ai, từ đâu đến, sẽ đi đâu. Bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau. Có muốn tiếp tục hay không? Tần Vũ Tùng cũng không phải là không có cách tìm được cô. Nhưng tìm được rồi thì sao? Cô đã tỏ ý chỉ xem lần này là trò chơi. Vậy tiếp tục như thế nào? Không để anh nhớ đến cô lâu, cũng không cần anh tìm cô trong biển người. Không lâu sau đó anh lại gặp cô. Tháng 12, thời tiết ở Bắc Kinh trở lạnh. Tần Vũ Tùng thường xuyên ra ngoài xã giao. Tuy anh không gầy, nhưng gặp ngày gió to như hôm nay, anh cảm thấy như mình cũng không đủ trọng lượng. Mỗi lần từ bên ngoài vội vã trở về khách sạn, cũng sợ cứ nóng nóng lạnh lạnh sẽ dễ bị cảm. Vừa từ ngoài đường bước vào, một đoàn người từ tầng 2 nhà hàng kéo xuống. Trong đó có dáng người anh quen. Marie. Cô đang mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Tần Vũ Tùng đi thẳng về phía cô. Chào. Nếu cô giả như không quen biết, anh cũng không ngại gì mà vạch trần cô tại đó. Nhưng cô rất vui vẻ đáp lại. Là anh à? Cô đưa tiễn đám người đi cùng. Cách khỏi tầm mắt mọi người, Marie đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình dựa lên người anh, ngửa đầu nhìn anh. Tìm một chỗ ngồi đi, tôi uống nhiều quá, đi không nổi nữa. Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, thang máy cách đó không xa, gần đó cũng chỉ có mấy người khách của khách sạn. Anh dứt khoát ôm ngang cô lên, cúi đầu đi vào thang máy. Marie đột ngột bị ôm lên, hét lên một tiếng nhỏ rồi vươn tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh. Mùi thuốc lá và đồ ăn vặt trộn lẫn vào nhau, mùi hương hoa hồng gì đó chẳng còn nghe thấy nữa. Vào đến phòng, Tần Vũ Tùng ném Marie lên ghế sofa, xoay người lại đóng cửa. Anh bước vào phòng tắm mở nước, rồi quay ra lột váy trên người cô xuống. Marie nhắm nghiền hai mắt, túm chặt váy lại. Lạnh! Cô co tròn người lại, hai tay ôm trước ngực. Tần Vũ Tùng tức giận. Tắm sạch sẽ rồi ngủ. Anh bế cô lên đi vào phòng tắm. Mới đi được hai bước, Marie đã vội vàng che miệng lại. Tôi muốn nôn! Cô dãy người xuống đất, chạy vội vào toilet. Ôm bùn vừa nôn vừa khạc nhổ. Tần Vũ Tùng nhìn thấy cô luôn ra chỉ toàn là rượu, không thấy chút thức ăn nào, giận đến mức muốn lôi cô dậy đánh cho vài phát vào mông. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết thương bản thân mình như cô. Marie nôn xong, nhìn lại đống chất bẩn mình vừa nôn ra, cầm lấy cuộn khăn giấy, lau sạch những vệt nước bắn lèm nhèm, đờ đẫn nói. Xin lỗi. Tần Vũ Tùng giật lấy khăn giấy trong tay cô. Đi tắm đi. Anh ở bên này dọn rửa, không nghe phía sau có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, thấy cô vùi mình chìm dưới nước, mái tóc xõa dài ra trên mặt nước tựa như quỷ nước, nhìn có chút dọa người. Anh bèn ném khăn giấy nâng cô dậy. Vừa ra khỏi bồn tắm, cô đã hò rũ rượi. Anh vỗ lưng cô liên tục. Cuối cùng cô cũng có thể yên ổn lại. Tần Vũ Tùng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ thấy cô giờ đây như con sứa, tay chân mềm oặt. Nhưng hơi ấm trong phòng tắm cũng làm anh dần nổi lên dục vọng. Vất vả đem cô tắm rửa sạch sẽ mang ra ngoài. Anh để cô dựa vào lòng mình, tay trái xới tóc cho cô, tay phải lại không chút ngại ngần mà sờ đến nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Là cô trêu chọc anh trước, bây giờ gặp lại cũng không thể trách anh làm cho cô cũng phải nếm chút hương vị bất đắc dĩ.
Marie ậm ừ một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhìn thẳng vào anh. Hai má cô hồng rực, cổ cũng hồng hồng, khép hai chân lại. Không cần. Tần Vũ Tùng giở trò xấu, tay xoa nắn nhanh hơn. Rốt cuộc là cần hay không? Cô cố gắng khống chế mình, chưa đầy 3 giây sau đã suy sụp ngã người xuống, đưa mặt nóng hầm hập dán vào cổ anh. Toàn thân run rẩy, hai chân dùng sức vòng qua eo anh. Tần Vũ Tùng miệng lưỡi khô khốc, quần dài của anh khi nãy nước tắm đã cho cô cởi ra. Vì thế, chỉ cần 2-3 động tác đã nhanh chóng tiến vào cô. Marie say ngà tới nuôi, hoàn toàn mặc anh khống chế. Mỗi lần thấy cô rung động gần lên đỉnh, anh lại cố ý chậm lại, khiến cô như bạch tuộc bám chặt lấy mình. Đến khi cả hai người cùng đồng điệu, cùng một thời gian, anh mới cho cô thỏa mãn. Tần Vũ Tùng giúp bồn lau rửa lại, rồi mới nhét cô vào chăn. Di động cô kêu liên tục. Bên kia hình như không chịu thôi, cứ gọi đi gọi lại suốt. Anh nhìn qua ví cô, có danh thiếp khách sạn, có tiền, nhưng không có giấy tờ gì. Anh đang nghĩ không biết cách gì biết được cô là ai, thì điện thoại cô có tin nhắn đến. Chú Kiều, chúng tôi đang ở KTV, cô ra đây đi, không gặp không về. Tần Vũ Tùng nhìn người đang ngủ say sưa trên giường, thì ra cô là Chu Kiều. Anh lấy di động cô, bấm số điện thoại của mình, trên màn hình hiện ra. Anh. Anh không cho rằng cô còn lưu giữ số điện thoại của mình. Vậy là có ý gì? Tâm tư của phụ nữ đúng là sâu hơn biển. Anh dém chăn lại cho cô cẩn thận, nằm xuống bên cạnh. Chu Kiều được bao bọc lại cái kén, lại bắt đầu hò sù sụ. Tần Vũ Tùng giờ khóc giờ cười, không biết cô đã bệnh nặng thế kia mà còn uống rượu đến như vậy. Nửa đêm Chu Kiều tỉnh rượu, lại ho không ngừng, đành ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tần Vũ Tùng bị hành hạ cả đêm, sáng hôm sau giận dữ đưa cô đến bệnh viện. Chu Kiều mặc áo sơ mi của anh, quần của anh, lại khoác thêm áo khoác, cả người như chồng trong bao, lại không ngừng ho liên tục. Bác sĩ khám xong cho đi chụp phim, xác định viêm phổi cấp, yêu cầu nhập viện. Chu Kiều sốt đến 39 độ, tinh thần vẫn phấn chấn nhờ anh mua giúp đồ ăn vặt. Cô muốn ăn chocolate với khoai tây chiên. Tần Vũ Tùng liếc cô. Cũng được, nhưng nếu cô bỏ trốn thì đừng trách tôi đem ảnh cô lên mạng tìm người. Chu Kiều ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười. Anh đưa đi, tôi không công việc, cũng không đàn ông, tôi đâu có gì phải sợ. Nhưng anh là người đại diện của tập đoàn nước ngoài nổi tiếng, không biết họ có chú trọng việc người đại diện có thành danh không tốt hay không. Lần này tới phiền Tần Vũ Tùng nói không nên lời. Đúng là lần trước anh có chụp trộm lúc cô ngủ. Anh có người bạn làm ở bên công an, vì vậy anh cứ do dự không biết có nên nhờ bạn anh tìm người hay không. Trong lòng anh có mấy phần vui vẻ, cô cũng chỉ một mình. Tần Vũ Tùng đã từng chịu nỗi khổ bị ngoại tình, anh cũng không muốn làm người thứ ba. Tần Vũ Tùng đưa di động cho Chu Kiều xem, lúc cô ngủ nhìn như trẻ con, mặt mày giãn ra. Chỉ có một tấm thôi, không phải tôi sợ cô đến công ty tôi làm ầm ĩ, tôi chỉ muốn làm bạn bè với cô. Chu Kiều hạ mắt nhìn. Loại bạn bè thế nào? Tình cờ gặp gỡ giữa hai người xa lạ, còn có chút phòng bị lẫn nhau, vậy có thể làm thành loại bạn bè gì? Không biết gì về cô, hơn nữa mấy năm tới cũng không có ý định sẽ kết hôn. Tần Vũ Tùng cũng không biết trả lời cô như thế nào. Không lẽ nói để giải quyết nhu cầu của nhau là được? Anh thì có để, nhưng một cô gái thì có bao nhiêu năm thanh xuân để lãng phí. Trong lúc anh còn do dự, Chu Kiều đã nói tiếp. Chuyện sau này thì sau này hãy nói. Anh cứ yên tâm, tôi không bỏ chạy đâu. Bây giờ anh đưa tôi về khách sạn lấy đồ đạc được không? Tới khách sạn, Tần Vũ Tùng mới hiểu vì sao tối hôm qua cô lại chịu đi cùng anh. Một người túm lấy cô. Chu Kiều, tối qua mọi người chờ cô đến nửa đêm. Tôn Tổng rất giận. Nói mãi ông ta mới đồng ý, nếu hôm nay cô đến xin lỗi thì sẽ bỏ qua. Còn không mọi việc sẽ thất bại. Làm người thì phải có lương tâm. Lúc trước khi Từ Thao ngoại tình, ai đã ở bên cô? Sợ cô làm những việc ngu ngốc. Bây giờ cô chỉ cần ở lại một thời gian, giúp tôi một chút. Tần Vũ Tùng đi trước một bước, Chu Kiều giữ anh lại. Cùng đi đi. Trong xe taxi, Tần Vũ Tùng trừng mắt nhìn Chu Kiều. Cô cũng không giải thích, chỉ đem mặt dán lên tay anh, nhỏ giọng yếu ớt nói. Hình như tôi càng sốt hơn, đầu đau choáng váng. Tần Vũ Tùng sờ lên trán cô, đúng là nóng rực. Anh hừ lạnh. Cô yên tâm mà nằm viện đi. Viêm phổi thường xuyên phải truyền dịch. Phòng bệnh được dùng rèm che chia làm 3 phần. Chu Kiều ở giường bệnh cạnh cửa sổ. Mỗi ngày lúc 7:30,
Hộ lý đi kiểm tra một vòng. 8 giờ bác sĩ đi bệnh kiểm tra bệnh nhân. 8 giờ 30 phát thuốc rồi truyền dịch. Việc có thể làm sau đó chỉ có thể là chờ đợi dịch được truyền xong. Có thể do tác dụng của thuốc, Chu Kiều rất buồn ngủ. Có khi đang nhìn dịch truyền rơi từng giọt xuống cũng có cảm giác buồn ngủ. Cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại. Cứ nửa giờ thì báo thức một lần, tránh việc cứ ngủ mê man là quên mất việc báo thay bình truyền dịch. Hai người cùng phòng là người ở gần đó, truyền dịch xong thì về. Buổi tối phòng bệnh chỉ còn có mình cô. Do cô sốt liên tục không hạ nên bác sĩ yêu cầu không tắm rửa, chú ý giữ ấm cơ thể. Chu Kiều đều đồng ý nghe theo lời dặn. Cô cảm thấy do Tần Vũ Tùng hại cô bị bệnh thế này. Cô vốn đang bị ho, anh ta còn đem cô vứt xuống nước, lại lăn lộn thêm một trận mới giảm được nỗi viêm phổi như bây giờ. Chỉ có điều trong khi nhàm chán nhớ lại, cô sẽ tự nhiên đỏ mặt. Cô nhớ rất rõ lúc cô ngồi trên đùi anh, đưa lưng về phía Tần Vũ Tùng. Lúc anh giở trò xoa nắn, khiêu khích khắp nơi trên người cô. Từ trong gương, cô có thể thấy biến hóa của chính mình. Còn có mặt người phía sau với bả vai rộng lớn, hàng mi dày đặc. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi chậm chậm. Tới chiều trạng vạng, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Người ở giường bên thấy thời tiết xấu, tự điều chỉnh truyền dịch chảy nhanh hơn, để buổi chiều đã có thể truyền xong mà đi về. Chu Kiều không có chỗ nào để đi, an tâm ở đó dưỡng bệnh. Cô theo thói quen, một tay cầm tạp chí lấy nước, ăn cơm. Phòng bệnh có toilet riêng, cô vào vế ghép xê thì một tay rũ xuống, một tay giữ bình nước, đem bình nước treo lên móc phía trên, cũng chẳng có gì phiền phức. Ra tới cửa mới thấy giày giày bung ra. Cô không muốn dép lê nên mấy hôm nay đều sỏ đại vào giày mà lê đi. Giày giày cột đi cột lại vẫn không chặt được. Cô chán nản tính bỏ qua, đứng lên lấy bình nước, chợt có bàn tay đưa tới, ôn hòa nhắc nhở cô. Cẩn thận! Là Tần Vũ Tùng. Anh đã cởi áo khoác, chỉ còn áo sơ mi, nứt áo mở ra. Khi nói chuyện trái khế chuyển động lên xuống. Chú Kiều tưởng tượng nếu cô cắn lên đó một cái, không biết anh sẽ có phản ứng ra sao. Ý tưởng này đột ngột xuất hiện làm cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, sợ mình không nhịn được mà sẽ cắn anh thật. Tần Vũ Tùng cũng không phát hiện ra chút tâm tư nhỏ của cô, đỡ cô quay lại giường nằm xuống. Không có ai ở với cô sao? Bạn bè cô hôm trước đâu rồi? Anh nhớ hôm đó có rất nhiều người đi cùng. Chu Kiều bình thản. Anh cũng đừng đến nữa, bệnh viện nhiều vi khuẩn, dễ lây bệnh. Tần Vũ Tùng nói. Cô cứ ngủ đi, tôi giúp cô trông chừng dịch truyền. Chu Kiều nhắm mắt, ban đầu chỉ giả bộ ngủ, sau lại thật sự ngủ quên mất. Nửa mở nửa tỉnh loáng thoáng nghe hộ lý đến đổi thuốc, nghe anh cùng hộ lý trò chuyện mấy câu. Người đẹp trai cũng có chỗ tốt. Hộ lý này ngày thường ít khi cười nói chuyện cũng lạnh lùng, lại vừa cười vừa nói với Tần Vũ Tùng. Xế chiều lúc rút kim, Chu Kiều vẫn còn buồn ngủ nên tiếp tục quấn chăn ngủ. Tần Vũ Tùng cũng không đi, anh xem giấy tờ gì đó, tiếng lật giấy nghe sột soạt thường xuyên. Không còn lo lắng về việc để ý kim tiêm, Chu Kiều thật sự ngủ say, thậm chí cô còn nằm mơ. Trong mơ có một đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm như đang hỏi, có thể không? Cô không tự chủ mà đón nhận, môi dán lấy môi, lưỡi quấn vào nhau. Cảnh trong mơ thật sự quá chân thật đến nỗi trong lòng sinh ra xúc động, càng muốn nhiều hơn. Đột nhiên cô tỉnh lại. Trời đã tối, trong phòng không bật đèn, thật sự có người đang hôn cô. Không chỉ là hôn, lòng bàn tay nóng bỏng của người đó còn dán trên ngực cô. Ở đây hộ lý cũng có thể vào bất kỳ lúc nào, tấm màn che cũng thuộc lại nửa trong suốt, bên ngoài có thể nhìn đến động tĩnh bên trong. Chu Kiều bị dọa giật thót mình, giọng cũng khàn khàn. Anh lại ghé sát tay cô thì thầm. Làm sao bây giờ? Tôi muốn cô. Chu Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cầm thú. Trên cửa sổ có tuyết rơi của bông tuyết. Anh thổi một hơi vào tai cô. Tôi còn sợ cô nói cô không bằng cầm thú nữa kìa. Anh không ngồi ở ghế dựa mà ngồi trên giường cô. Chu Kiều cảm giác được tay cô đang đặt ở chỗ nóng hầm hập. Anh không lừa cô. Ở đó mạch máu đang sôi sùng, còn có hơi động đậy. Anh đem tay cô phủ lên trên. Giúp tôi giải quyết, nếu không tôi cũng không ngần ngại. Tuy là đang ở bệnh viện nhưng cũng không phải chưa từng có ai làm việc đó ở đây đâu. Liều mạnh. Chu Kiều giận dữ muốn bẻ gãy nó, nhưng cuối cùng cũng không làm. Đại khái chắc tên liều mạnh này bình thường cũng ít sử dụng cái tay quý giá làm việc này, nên cũng dễ hưng phấn. Hơn 10 phút đã giải quyết xong vấn đề. Tinh dịch nóng bỏng phun lòng bàn tay, đột nhiên kích thích ra một hình ảnh.
Chư Kiều mất tự nhiên khép chân lại. Đáng giận là cái tên đầu sỏ lại còn cúi đầu nói: tôi cũng thích nơi đó hơn. Chư Kiều cắn môi. Nếu không phải do cơ thể suy nhược vì bị bệnh, cô thật muốn đem người này vào toilet mà xử lý một lần. Nói đến chơi trò lưu manh, cô không tin mình thua anh ta. Lần đầu giao chiến, anh ta đã quăng mũ cởi áo giáp, cô phúc hậu mới không nói lời nào. Chư Kiều xuống giường đi rửa tay, nhưng cảm giác vừa rồi cứ như còn quẩn quanh đâu đó. Tần Vũ Tùng mượn lò vi sóng của hộ lý hâm nóng đồ ăn. Chư Kiều ăn một hơi, không kể là thịt kho đầu sư tử hay thịt bò xào ớt, đều khá nhạt. Tần Vũ Tùng thấy cô ăn xong còn thừa cơm, liền múc từng muỗng ăn tiếp. Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi không ăn cơm trưa mới có thể kịp 3 giờ đến đây. Cô nhìn đi, tôi bận vậy mà còn nhớ đem cơm tối cho cô. Chư Kiều đành phải nói: tôi ngại anh phải ăn cơm thừa của tôi. Tần Vũ Tùng trong miệng ngậm cơm, lúng búng vẫn nói thêm một câu: chúng ta đã như vậy còn phân biệt anh tôi cái gì? Anh dừng đũa ăn, trầm ổn nói tiếp: cô cũng từng có đàn ông, chúng ta cứ thỏa mãn nhu cầu của nhau trước. Khi nào cô có người mới, tôi lập tức rời đi. Chư Kiều không nghĩ tới anh lại nói vậy, nhưng nghĩ cũng không tồi. Dù sao cô cũng thích cơ thể anh. Cô cũng không muốn kết hôn, với hôn nhân cô cũng đã hiểu quá rõ ràng, không muốn lại một lần nữa đi vào con đường đó. Được. Nhà của tôi ở Thượng Hải, nhưng thường xuyên phải đi công tác. Còn cô, ở Hàng Châu sao? Lần đó đi Hàng Châu cũng chỉ là đi làm lễ tạ ơn. Cảm ơn trời cao đã giúp cô suy nghĩ cẩn thận. Chư Kiều lắc đầu: tôi sau này cũng ở Thượng Hải. Chúng ta khi nào thuận tiện thì gặp mặt. Được. Cô có cần chi phí sinh hoạt hàng ngày không? Tần Vũ Tùng nhớ cô nói cô không có việc làm. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Chư Kiều hơi buồn cười. Nếu như trước đây cô có thể đập bàn nói anh đang khi dễ cô, nhưng bây giờ nghĩ lại đâu cần phải vậy. Cô nói: khi nào cần tôi sẽ nói với anh. Buổi tối tuyết rơi nhiều, Tần Vũ Tùng không đi, cùng Chu Kiều nằm dài trên giường. Chu Kiều trốn trong lồng ngực anh, yên ổn ngủ suốt đêm. Không máy tính, không tivi, đêm rất dài, may mà còn có những giấc mơ. Trước năm mới, bầu trời nơi Tần Vũ Tùng ở đen kịt. Không phải anh đang trên máy bay, mà anh đang đợi máy bay cất cánh. Chu Kiều thì sau khi xuất viện, ngoại trừ đưa một địa chỉ thì không có tin tức gì. Thỉnh thoảng Tần Vũ Tùng nhớ đến cô, có cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng xuân thời niên thiếu. Không có chỉ tiêu công việc hay con người, chỉ có da thịt kề bên nhau, mồ hôi nóng bỏng. Trước kỳ nghỉ một ngày, tâm trạng mọi người ở văn phòng đều ề oải. Tần Vũ Tùng đột nhiên nhận ra mọi người có rất nhiều kế hoạch, vợ, con, bạn trai, mà chờ đợi anh chỉ có căn chung cư trống rỗng. Cha mẹ anh ở Úc trông con cho em trai, Tết âm lịch cũng không về. Tần Vũ Tùng nhắn tin cho Chu Kiều: buổi tối tới nhà cô. Tin nhắn trả lời lại rất nhanh: được. Đến nhà Chu Kiều, Tần Vũ Tùng mới nhớ ra mình đến tay không. Thấy không hay cho lắm, liền vội vàng quay đầu xe đi siêu thị. Anh chọn đại một chai rượu vang đỏ. Từ trong biển người tấp nập ở siêu thị thoát ra ngoài thì trời đã tối đen. Tần Vũ Tùng bấm chuông, lùi lại một bước đánh giá xung quanh. Là một căn nhà tiêu chuẩn theo kiểu cũ của Thượng Hải. Trên đường từ ngoài hẻm đến nước đây, anh đã mất không ít thời gian. Nửa đường còn không cẩn thận dẫm trúng một con mèo, khiến nó kêu lên thảm thiết, tiếng kêu phá vỡ vẻ quạnh quẽ của bầu trời đêm. Ánh đèn đường chiếu xuống, cửa mở, Tần Vũ Tùng giật mình. Chu Kiều cắt tóc ngắn ngủn, còn đủ màu sắc như bị rớt cả đống thuốc nhuộm lên. Tóc mái cô đủ màu, vàng, đỏ, trắng. Anh hít vào một hơi, đưa chai rượu cho cô: chúc mừng năm mới. Chư Kiều nhận chai rượu cười tủm tỉm nói cảm ơn. Phòng rất nhỏ, Tần Vũ Tùng nhìn qua đánh giá. Phòng khách thường với phòng bếp tầm khoảng 20 mấy mét vuông. Kế bên cửa sổ có máy tính, một cái tủ 3 tầng nhỏ. Trên bàn ăn có một cái pizza hớt. Anh thả lỏng tâm trạng, theo Chu Kiều vào phòng bếp. Cô lấy đồ khui rượu, hai cánh tay lúc ẩn lúc hiện. Tần Vũ Tùng ôm cô từ phía sau, nhắm mắt nghe mùi hương nữ tính đặc biệt trên người cô. Chu Kiều hừ một tiếng dẫm lên chân anh. Tần Vũ Tùng ngược lại càng hứng thú. Ăn cơm trước hay ăn thịt? Anh hơi dùng sức, một tay bế cô lên, dùng một chân nâng cô lên giữa hai chân, cố ý cọ sát qua lại. Trong phòng điều hòa được mở nhiệt độ vừa vặn, Chu Kiều ăn mặc quần áo đơn giản. Tần Vũ Tùng nâng cằm cô hôn lên, cảm giác tê dại lan tràn khắp trong lòng. Chu Kiều cố nén không kêu ra tiếng,
trở tay sờ soạng kéo quần áo Tần Vũ Tùng. Thắt lưng vừa mở, cô trực tiếp cho tay vào hoạt động, rất nhanh đã có hiệu quả, vật đó nhanh chóng lớn lên. Tần Vũ Tùng buông cằm Chu Kiều ra, dọc theo bụng cô đi xuống. Cô vội vàng kêu lên, rửa tay trước đã. Tần Vũ Tùng thật sự muốn trợn trắng mắt đem cô ôm trong ngực. Có nước ấm nhưng anh cố tình dùng nước lạnh rửa tay, sau đó đem áp tay lên trên ngực cô. Chu Kiều dùng mình nổi da gà, bàn tay kia đã một đường thẳng xuống đi xuống dưới, hết xoa lại nắn. Cô nhớ đến lần trước nhìn mình trong gương, lại dùng mình thêm lần nữa. Lạnh, một lát sẽ nóng. Tần Vũ Tùng đem cô ôm lên, mặt đối mặt. Chu Kiều sợ ngã, vội vàng lấy tay chống lên cạnh tủ bếp. Tần Vũ Tùng lại thổi vào tai cô. Cho anh. Cô như bị thôi miên, ôm chặt cổ anh, muốn ngã cũng không phải là cô ngã một mình. Nhưng anh trước sau giữ cô trong lồng ngực mình. Trong thoáng chốc cô muốn bỏ trốn, nhưng cũng chớp mắt đã bị lôi về. Nghĩ nhiều làm gì, cứ hưởng thụ vui sướng. Cô nhắm mắt cảm nhận anh từ đợt này đến đợt khác đánh sâu vào, hùng hăng như muốn đem cô xé nát ra, từ từ nuốt hết. Đúng là có chuẩn bị mà đến. Khi ngồi ăn pizza, Chu Kiều nhìn túi quần Tần Vũ Tùng, ý vị thâm trường. Lúc thu thập chiến trường mới biết không phải chỉ sử dụng một cái áo mưa. Lại tư thế này thật không thoải mái. Không hiểu sao lại có người càng thích dùng sức lực theo kiểu này. Có thể do mới lạ. Cô uống một hớp rượu. Phụ nữ thì thích thay đổi quần áo kiểu tóc, đàn ông thì thích thay đổi phụ nữ. Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm tóc cô, quyết định nói lời thật dù khó nghe. Không đẹp, nhìn giống con trai. Chu Kiều thản nhiên. Tôi thích là được. Tần Vũ Tùng ngừng lại vài phút, kiềm chế không được lại nói. Không ai nói cho cô biết là cách nói chuyện, làm việc cô không có một chút nữ tính à? Anh nhìn biểu hiện của Chu Kiều, tự suy đoán nếu cuộc ly hôn của cô tốt đẹp thì chắc chắn cô sẽ không cùng anh, một người xa lạ, làm đến mức này. Lời đã nói ra anh có chút hối hận, nhưng trên mặt cô vẫn mang vẻ bình thản, không có bất kỳ biểu hiện gì. Đến lúc anh đi, cô còn đưa anh ra đầu hẻm. Có đoạn đường không có đèn, để tôi chiếu đèn pin cho anh. Tần Vũ Tùng muốn sờ tóc cô lần nữa, nhưng bị cô gạt đi. Dưới đèn đường, cô mặt mũi sáng ngời, tóc ngắn khoác áo lông dài, nhìn chẳng ra sao. Cô nói, ngày mai tôi về quê ăn Tết, chúc anh năm mới vui vẻ, chúng ta năm sau gặp lại. Tần Vũ Tùng quay về nhà mới phát hiện quên một việc. Anh mang theo 2 vạn tệ trong bì thư, định đưa cho Chu Kiều xài Tết, nhưng ở trong không khí như vậy đã bị quên mất. Năm mới nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Tần Vũ Tùng tìm một game online, cả ngày vui trong đó không biết thời gian. Anh cũng cùng đồng nghiệp đi uống rượu, sáng dậy muốn tự mình giải quyết rồi lại thôi. Nếu không có người, cho dù có phóng thích ra thì cũng chỉ lừa mình dối người. Anh muốn kỳ nghỉ kết thúc sớm một chút, nhưng Chu Kiều nói nửa tháng riêng cô mới trở lại. Đến ngày 15, cô nhắn tin báo mình đã về. Tần Vũ Tùng cố ý tỏ vẻ vui mừng, mà cô cũng thể hiện sự nồng nhiệt. Nhanh chóng kéo áo khoác, lột áo sơ mi anh ra. Không đợi thân thể nóng lên đã kêu anh tiến vào. Rõ ràng là đau đến nhíu mày mà vẫn còn hi hi ha ha. Tôi muốn AK-47. Tóc cô đã nhuộm lại màu đen. Tần Vũ Tùng nghĩ thầm. Tôi đã nói với cô từ trước rồi. Nhưng năm mới không muốn nói nhiều. Phụ nữ không thích bị nói nhiều, mà người này với mình, ngoại trừ có quan hệ thân thể, thì cũng không có quan hệ gì. Không cần phải xé rách mặt nhau khi còn giá trị lợi dụng. Chu Kiều đem phong bì Tần Vũ Tùng đưa đến ném ở tủ đầu giường. Tháng giêng có tài lộc, vận khí tốt. Nếu một ngày chúng ta phát hiện, có hợp có tan chỉ là loại che giấu. Chu Kiều lúc làm việc thích nghe radio. Nam nữ MC trêu ghẹo nhau, làm cho cô trong công việc cũng có không khí hơn. Nghe được bài hát mình thích thú, cô còn ư hử hát theo vài câu. Ánh nắng mặt trời quá tốt, Chu Kiều đem bàn máy tính lên phòng trên lầu. Quần áo mùa đông phơi ngoài cửa sổ ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Tháng giêng không cần mở điều hòa cả ngày. Đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng cô cũng vất vả làm xong phần việc nửa tháng, hoàn tất việc giao hàng trên hệ thống. Một cửa sổ chat nhảy ra. Tiểu Kiều, mày online. Bạn thân kỳ dài như. Chu Kiều hiểu ý cười cười, tay lại gõ. Vậy cũng hỏi. Tết mày về lâu vậy, tao có con heo nên bận bịu không gặp mày được. Nghe Du Đan nói mày có niềm vui mới ở Bắc Kinh, cả đêm không về. Đâu có, tao uống say nên không đi theo bọn họ chơi được.
Tao biết, tao nghe nói nhưng tao hiểu hết. Cô ta nói như vậy nhưng tao thừa biết cô ta mượn mày đi chiêu đãi khách. May là mày không bị lừa. Có nghĩ tới chuyện tìm đàn ông khác không? Có, ngày nào cũng nghĩ. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú không thể hiểu nổi. Từ từ sẽ có, sớm muộn gì cũng có người như rồng như hổ. Từ Thao cũng tái hôn 2 năm rồi, mày cũng tìm người kết hôn đi. Ừ, bây giờ tao có việc, gặp mày sau. Chu Kiều offline, đi thui quần áo đem vào, ráp giường mới giặt ấm áp, làm người ta muốn lăn lộn trên đó. Nghĩ là làm, cô duỗi dài eo lười biếng, buông màn chui vào ổ chăn. Mới 2 năm sao? Kỳ Gia Như nhớ không chính xác, mới có 19 tháng 2 ngày. Chu Kiều dùng tay ôm lấy bả vai mình, nhắm mắt tưởng tượng được ai đó ôm vào ngực, nghe nhịp tim của người đó, da thịt cọ qua vai, mỗi phần thức đều kêu lên khát vọng. Cứ duỗi nặng hai chân, không chỉ có ngực rung động, cả nơi khác cũng muốn được lấp đầy. Chu Kiều bọc chăn lăn một vòng, úp mặt lên gối, ước gì gối nằm có thể biến thành lồng ngực của ai đó. Cô yên lặng thở dài, cầm di động nhắn tin. Tôi nhớ anh. Người tới còn nhanh hơn tưởng tượng. Lần trước Chu Kiều đã đưa cho Tần Vũ Tùng một chìa khóa phòng. Có tiếng bước chân đi vào nhà, ngừng ở dưới lầu một chút rồi đi tiếp lên. Từng tiếng vang đến bên tai cô. Chu Kiều tim đập thình thịch, cô dúi mặt dưới chăn. Cửa sổ chưa đóng nên gió thổi vào phòng có chút lạnh, như nhắc nhở cô đang giả bộ ngủ. Giường lún xuống một chút, cô cảm giác được anh ngồi xuống. Cô nghĩ anh sẽ đánh thức mình dậy, nhưng không, anh chỉ giúp cô kéo lại chăn ngay ngắn. Giường trở về trạng thái cũ, anh đóng cửa sổ, mở điều hòa, đi tắm rửa. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau lưng. Lưng cô áp vào ngực anh, hơi ấm từ cơ thể anh bao phủ lấy cô. Chu Kiều không đợi được anh có làm gì nữa hay không, cô thật sự chìm vào giấc ngủ. Có tiếng mèo kêu từ ngoài cửa sổ đánh thức cô. Cô cảm giác được hình như có gì khác lúc nãy, có gì đó cứng rắn chạm vào chân cô. Anh cũng đã tỉnh, vẫn duy trì nguyên tư thế cũ nhưng lại bắt đầu giở trò. Từ ngực cô lướt qua bụng, rồi xuống nữa dừng lại ở đó. Chu Kiều cắn răng nhịn nhưng rung động cơ thể bán đứng cô. Tần Vũ Tùng dùng tay vớt về. Bàn tay to lớn ngang tàng khiến Chu Kiều không nhịn được rên một tiếng, ngả đầu dựa lên vai anh. Anh cũng thuận thế tiến vào, cô run rẩy trong ngực anh. Cảm giác thân thể đến mãnh liệt khiến cô muốn bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa. Cô tìm được tay anh, 10 ngón tay nắm lại, gắt gào bịn chặt lấy nhau. Sao phải bọc kín mít vậy? Có phải tôi chưa từng thấy đâu? Tần Vũ Tùng nhìn Chu Kiều từ phòng tắm bước ra. Cô mới tắm xong, hiếm khi thấy môi cô hồng hào vậy. Tần Vũ Tùng nhận xét. Khí sắc của cô gần đây có vẻ tốt hơn nhiều. Chu Kiều ném khăn đang lau tóc xuống, bực bội nói. Anh đi tắm đi. Cô phát hiện mình béo lên, có thể do đã thật sự buông bỏ nên tinh thần thoải mái hơn mà bắt đầu béo lên. Tần Vũ Tùng không biết cô khó chịu cái gì. Có gì ăn được không? Nhìn về mặt Chu Kiều không tốt, anh bổ sung. Mấy hôm nay tôi đi công tác, vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn, liền chạy ngay đến đây. Tôi cũng hy sinh thân mình cho cô ăn no rồi, giờ có phải cũng nên được ăn chút gì chứ? Chu Kiều phân vân nhìn anh, do dự giữa việc giảm cân với việc tiếp tục kêu đồ ăn về. Tần Vũ Tùng tự mình động tay động chân, mở tủ lạnh chỉ có mỗi thùng sữa chua. Nhà bếp chén bát phủ đầy bụi. Anh uống 2 hộp sữa chua, thấy còn đói hơn, bụng cũng muốn kêu rột rẹt. Anh tìm khắp nhà cũng không có gì để ăn. Chu Kiều đứng giữa cầu thang. Không cần tìm, tôi tìm cũng không có đâu. Tần Vũ Tùng cảm thấy bị ai, vận khí anh chưa tốt lên được sao? Anh gặp toàn phụ nữ cực phẩm. Chu Kiều đứng trên cao nhìn xuống hỏi. KFC, McDonald's hay Pizza Hut? Tần Vũ Tùng nói. Tôi muốn ăn cơm. Chu Kiều. Tôi gọi cho anh một phần có cơm. Tần Vũ Tùng buồn bực. Tôi muốn ăn cơm bình thường, đồ ăn Trung Quốc, không phải thức ăn nhanh. Nửa tiếng sau, họ ngồi trên xe Tần Vũ Tùng. Chu Kiều bực bội nhìn ngoài cửa sổ. Anh ngang ngạnh túm cô lôi ra ngoài. Tình trạng quần áo thảm thường bị anh nhìn thấy hết. Đa số quần áo cô mặc không vừa nữa, bó sát, mặc vào buông cả ngực. Mở quần áo mở đồng ra thì bao nhiêu mỡ của cô cũng đeo ra ngoài. Tần Vũ Tùng hơi buồn cười. Dáng người cô tốt mà, tôi rất thích dáng vẻ của cô hiện giờ. Chu Kiều không hé môi, đều là cô sai nên giờ anh mới có cơ hội chế giễu. Tần Vũ Tùng trấn an nói tiếp. Ngực lớn eo thon chân dài, da lại trắng, cô còn muốn gì nữa?
Anh cảm giác được cô béo hơn so với trước, nhưng sờ lên càng trơn mịn, nhất là vòng eo cô, vừa vặn vòng tay ôm, tốt đến mức không thể tốt hơn. Cô năm nay cũng 31 tuổi rồi, phụ nữ đến tuổi này thì hơi tròn lên là bình thường. Chu Kiều cắt ngang. Anh còn nói tiếp thì giao hẹn của chúng ta coi như xong. Tần Vũ Tùng thức thời ngậm miệng, không cần đôi co với phụ nữ lúc họ nghiêm túc, dễ chọc đến bùng nổ vũ trụ lắm. Hai người đi đến mấy chỗ, đều phải chờ mới có chỗ ngồi. Cuối cùng đành gia nhập đội quân xếp hàng ở chỗ quán ăn có ít người nhất. Chu Kiều đi mua quần áo, Tần Vũ Tùng đứng xếp hàng chờ. Anh đang chăm chú chơi game trên điện thoại thì có người đến trước mặt. Vũ Tùng. Tần Vũ Tùng hối hận rồi. Anh nên nghe lời Chu Kiều mà ở nhà kêu cơm hộp. Biết đâu chừng lúc này còn có thể chiến đấu trận thứ hai. Đúng là không nên coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ mà. Anh thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên. Đã lâu không gặp, Chu Giật. Chu Giật không mời cũng tự kéo ghế lại gần anh. Gần đây anh thế nào? Cũng bình thường, còn cô? Rất hạnh phúc, anh biết không, tôi. Tần Vũ Tùng không muốn biết một chút nào, may mà Chu Kiều đã quay lại. Nhanh lên, bắp mới ra lò nóng quá. Đây là... Tần Vũ Tùng buột miệng. Bạn gái tôi. Chu Kiều cảm nhận được ánh mắt dò xét của đối phương. Cô im lặng, muốn nhìn thì nhìn. Chu Giật đi rồi, Tần Vũ Tùng chờ Chu Kiều sẽ hỏi hàn gì đó. Nhưng chờ hơn nửa ngày cũng không nghe gì. Có lẽ cảm giác được ánh mắt anh. Cô rời mắt khỏi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi hiểu. Cũng không phải 18-20 tuổi, ai mà không có chuyện cũ. Nhìn xem bộ dạng anh còn ngẩn ngơ, cô cũng không muốn sắt muối lên vết thương lòng của anh. Tương lai còn dài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.